Được. Rồi đến khi chụp cộng hưởng từ xong, bác sĩ nói: "Ôi anh ơi, của chị ấy chỉ có mổ thôi, không 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 có giải quyết được vấn đề gì cả." Em bảo: "Thôi thôi thôi thôi, về 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 về." Thế là được rồi, chụp về. Thế thôi. Ngày nào cũng phải bật ngũ hội tâm kinh phải đến 3 lần. Kể cả từ xe từ trên Cẩm Phả về đến đây là hầu như lúc nào cũng thức để say. Khai thông xong bắt đầu bấm. Không có thì không ngồi được. Ngồi thì nó đau ở cái chỗ đấy, nó nghiêng nó đau. Nên là cứ bấm kệ, đến đâu đến. Rồi. Đấy. Rất đau đớn. Ừ. Ngồi trước rồi bình tĩnh, bớt bớt đau chưa? Rồi hỏi tên gì? Em Nguyễn Thị Hường. Nhà ở đâu vậy? Nhà em ở Bắc Sơn, Cẩm Sơn, Cẩm Phả, Quảng Bắc Ninh. Sơn, Cẩm Phả. Vâng. Cẩm Phả là đâu? Cẩm là Sơn, Cẩm Phả, Quảng Ninh. Quảng Ninh, Quảng Ninh, Quảng Ninh thì biết. Dùng mấy chữ kia chưa rành. À rồi. Bây giờ kỳ này mình có dịp đi Cẩm Phả chơi rồi nha. Rồi, chị bị từ lúc nào? Em bị 11 ngày hôm nay rồi. 11 ngày hôm nay, bắt đầu đó là sao, nói thử. Em bế cháu từ trong nhà tắm đi ra, thế là trượt chân ở cái lèn gạch men này, trượt chân thì đập đít xuống đất. Thế là nó đau âm ỉ ở dưới chỗ cột sống N4, N5. Rồi. Thế là nó kéo xuống cái chỗ này thì bị 11 ngày hôm nay là nó co rút. Rồi. Không ngồi được, toàn nằm thôi. Rồi, nằm được không? Có, em chỉ làm được một bên theo mình, tự mình ghé. Nhưng mà ai mà động vào thì không chịu nổi. Rồi. Không dở được. Em xích vô một chút đi. Xích vô thì xích đồng chứ. Được. Rồi em có đi chữa đâu chưa? Không. Em tự ở nhà bấm ngủ bội tâm tình kinh. Rồi, mọi người là thấy là trong trường hợp này á, là trước hết á, là rõ ràng là chị này chỉ té trượt mà bồng đứa con nữa. Người ta để cáo chứ hả? Rồi cái nó đẩy cái lệch cái cuộc sống. Và khi đẩy lệch cuộc sống á, là chị đau mà hay cái bà này bà biết ăn L4, L5. Hay gì đó. Vì em không. Chụp cộng hưởng từ. À, giờ em bị chọn hưởng từ. Tưởng tượng như thế xuống biết ăn L4, L5 liền. Bây giờ là trong cái trường hợp này á, mình sẽ gõ hai cái phản xạ để mình coi cái cuộc sống L4, L5 có bị chẹn. Đúng không? Là mọi người nhìn nè ha. Cái này là cái phản xạ này nha. Đây này nha. Rồi một cái có phản xạ nhưng mà rất yếu. Thí dụ như nó bình thường như này á, bấm cái là giật liền. Còn này rất yếu. Ha. Thành ra mình mọi người thấy cái phản xạ chân rồi ha. Thì bây giờ là nằm sấp đi. Kéo cái này ra cho chỉ nằm sấp cái mặt úp vô đó đó. Cho để mình đo hai chân. Cho em lựa. Em nằm. Rồi lựa cái nào thì nói mọi người phụ. Nằm dậy được, cứ nằm dậy luôn được, cho tiện là nằm xuống luôn. Nằm sấp. Rồi, nằm sấp lại. Rồi bây giờ đo hai chân. Tự hạ. Đó, rồi từ bình tĩnh, xuôi hai tay xuống. Rồi giờ em đo hai chân coi, có chân nào đó nha. Người đều ra. Hai chân sao? Chân nó ngắn phải không? Mà đau là đau lên bên này phải không? Rồi bây giờ lấy khăn cho thầy đi, thầy dừng ra đó. Rồi em nhớ không, nhớ bài không? Bẻ hai chân ra ha, không đến đổi nó đều, không có gì ha. Rồi bây giờ á là bắt đầu mình mới coi nè, cái này có đau không? Đau không? Đau ha, đau. Đau là lúc mà trời cấn là đau đúng vậy phải không? Nè, thì mình coi chân hiệu ở đây. Đó, đúng rồi, chính xác luôn. Đúng, rất đúng bài bản. Rồi, hít vào, thở ra. Nghe không?
Rồi bây giờ nghe sao? Nghe sao? Đau ít. Rồi tránh thêm cái nữa. Rồi thầy tránh em. Rồi nè, ngay cái xương chậu ha. Tại vì bên này phải đẩy cái xương chậu ra. Đây, thấy chưa? Nè, cái tay mình ấn đây. Hít sâu nha. Thở ra. Hít sâu vào. Thở ra. Ồ, ngon rồi. Rồi hey, bây giờ nghe sao? Đỡ đau ha. Rồi bây giờ nằm ngửa đi, để thử bạn nằm ngửa coi bạn bớt đau. Đi anh đánh qua đây cho đang quay hả? Cái nằm ngửa đi, cái nằm ngửa từ từ coi đâu có đỡ hơn so với đứng đỡ không? Đó. Rồi tụi em phụ người ta đi. Rồi xếp hai chân lại vô phụ, xếp hai chân lại cho thẳng ra, cứ bình tĩnh từ từ. Rồi nghe sao? Rồi sau đó là nghe nhẹ nhẹ rồi phải không? Rồi gối khăn, rồi đó, cứ bình tĩnh, cứ bình tĩnh từ từ. Đây đây, ây da, vững chắc ha. Đã lỏng người ra được rồi. Rồi xuống được rồi em, để coi từ từ các bạn sao. Cho chân xuống bên tay trái rồi mình ngồi. Đúng rồi, bây giờ Để em tự cử động coi. Vì hồi nãy là đau nhiều, đang đau nhiều mà. Sao rồi? Dạ, cô coi nhìn có vẻ khá khá đúng không? Nhẹ hơn rồi ha, thấy dễ dễ chịu ha. Rồi đi xuống thử coi, cứ từ từ. Cứ đi chân không đi, cứ đi từ từ thử coi. Rồi, bước qua đây nè, bước qua chỗ này nè. Đó, cứ đau thì đừng có ráng nha. Cứ đi từ từ thử coi cái khả năng của mình nó sao. À. Đứng thì đứng thẳng được như này thì bắt đầu nó kéo xuống đất. Nó còn kia. Nó kéo xuống đến bắp. Được rồi. Chưa có lực được phải không? Rồi kéo ghế vô đi cho nằm xuống nữa. Nằm xuống nữa. Đúng rồi. Nằm ngửa. Đấy, cứ bình tĩnh. Rồi. Thôi nằm nghiêng vậy được rồi, nằm nghiêng vậy được. Cái mình phải lăn như cục bột á, lăn như bột như này. Rồi chuyển qua kia, thấy gì mềm á, đừng có la làng gì đâu. Xích qua đây chút em. Đúng không? Rồi xích ra giúp nữa. Rồi nghiêng người qua đây. Đó, cứ bình tĩnh. Ôi. Cho nó gãi ghế vô. Rồi nó miên miên. Còn đặc sản nữa. Rồi móc cái vô chân thầy nè. Đúng rồi đó. Cứ bình tĩnh. Rồi mê. Thở từ từ. Rồi quay qua đây. Quá trời bị bên cái mông bên bên phải. Xếp gối. Kéo cái này. Chưa đã. Rồi kéo thẳng ra. Cho thẳng ra, hãy thẳng ra đó. Rồi đẩy mông qua.
hết ga rồi. Rồi chắc cho thầy mượn ghế người bấm ngu bồi tâm tin. Hít sâu chị. Cái này từ từ. Lớp không khí dưới này học rồi. Đây, nhà nghề mà. Mong bên phải, nằm nghiêng qua bên này chút xíu, nghiêng qua quay bên kia kìa, nghiêng qua bên này sẽ ngay trái. Ờ đúng rồi, chưa là bị mong bên này, rồi bỏ chân ra, đúng rồi đó, rồi. Nó để tay lên. Rồi hai tay lên. Thả lỏng người ra. Nó gì thả lỏng ra. 1 2 3. Mạnh lên. 1 2 3. Rồi. Rồi, bắt đầu từ từ. Dữ dội ha. Rồi. Rồi bắt đầu là lựa thế ngồi từ từ lên đi. Về chịu khó trộm đá. Rồi có gì mới căng ha. Thành thử á, là về nhà kỳ này á, là chịu khó ép chân á. Nằm ép chân rồi trộm đá trực tiếp ở đó. Rồi nhưng mà so với hồi nãy là đỡ nhiều rồi. Bây giờ bỏ chân xuống đi. Rồi, nó còn chèn mà. Rồi, bỏ chân xuống đi khoan. Bỏ chân thòng xuống đi tôi thử lại. Rồi thả ra, thả lỏng ra. Rồi, bây giờ bỏ chân xuống đi từ từ đi. Cứ chậm từ từ bình tĩnh. Kéo cái ghế ra xa rồi tụi em. Rồi đó, đi. Không, đi từ lừa thế, bây giờ còn đang sợ mà. So với hồi nãy là khác rồi. Đó. Cứ bình tĩnh từ từ. Rồi, dừng lại đi chị, nằm sấp ở đây đi. Tới đây nằm sấp đi. Rồi ở trong lớp mình á, người nào mà giỏi giải cơ thân nhất. Tại vì cái cơ á, giờ nó đang căng giữa cái cột sống với cái xương chậu. Phượng hay là Phượng đâu? Tới Phượng đây hoặc là Phượng Phương vậy đó. Tụi em á, bây giờ cái cơ vân á, bây giờ nó còn bị cơ vân thôi. Nó kéo nằm sát. Nó nằm đó, nó chèn giữa cái nó đậu bên kia em. Rồi mình đó. À, nó bị cái ngay xương chỗ L4 L5 cái chỗ xương xuống đó ha. Nó bấu cái cơ á, thành ra bây giờ tụi em làm xo nhẹ thôi, rồi tìm cái điểm căng cơ bấm giải cơ đó, ở ngay đó đó, giải cơ ra là cô này xong. Kia đi lại. Hôm qua là phải nhiều
thấy không? Mà bây giờ bắt đầu đi được, thấy không? Gắn gượng ha. Cái đợt này ngưng, tuần sau là thầy về Sài Gòn, tuần nữa thì thầy ra đây để chữa bệnh cho mọi người, rồi tuần nữa thì thầy lại về Sài Gòn để thân là cuộc sống nè. Rồi mọi người hôm qua đó là mình đã chứng kiến chữa bệnh cho cô này được một ngày. Hôm qua là phải nhiều ha, giỏi chưa, cho anh đàn pháo tay. Chị này chỉ đi không nổi, thấy không? Mà chị này là có một cái là rất là kiên cường, mà trung thành với thập chỉ liên tâm. 11 ngày 7 năm vào thập chỉ liên tâm rồi. 7 năm rồi. Vậy là cũng xứng đáng và mọi người giúp đỡ. Nhưng mà trong cái xương á, cái khớp xương á, là nó khi mà chỉ bị bồng cháo rồi bị té lệch á, thì nó lệch khớp xương ra. Và khi mà lệch khớp xương ra đó thì mình đã kéo nó vô trong cái trật tự rồi. Nhưng mà khi mà kéo vô rồi, chị này vẫn còn đau. Thành ra là thầy mới nói với các em á, giải cơ, tức là khi nó đau thì cái cơ nó co lại. Và cái cơ nó co lại là cái cơ nó bị co, là co một cái là nó chèn vô xương chậu, một cái nó chèn vô cái xương cột sống lưng á, tức là L4, L5, L5X1 á, và nó làm cho cái lệch cái mông chút xíu. Và khi mà mình giải hai cái đầu cơ đó thì nó duỗi trở lại thì chị này ổn đi. Và như vậy á là hồi tối này về em có chườm đá không? Có, em chườm luôn từ đấy cho đến vừa đến đấy này. Ôi trời đất ơi. Em ở nhà ở khách sạn ấy không có đá, em cho nước sôi vào trong cái chai ấy, em đun ống siêu tốc lên, thế là em cứ đặt hết lên. Cứ đặt lên. Rồi, đúng rồi. Nhưng mà thực ra đặt chính của nó là ngay cột sống lưng á. Thì bây giờ là mọi người xem là bây giờ thầy sẽ test lại ở cái đầu gối rồi xích lên chú nghe. Đó chú xíu là đó rồi. Bởi vì khi á là mình test cái đầu gối này quan trọng lắm. Tại vì á là khi mà bị chèn cái cột sống á thì hai cái chân này nó bung không có, nó cái phản xạ nó yếu lắm. Bây giờ mình coi lại cái phản xạ nó để mình biết nha. Nhớ hôm qua không? Có nhớ hôm qua không? À, rồi. Mọi người thấy bắt đầu khác rồi không? Đây này không? Bây giờ là chân nó đã phản xạ tốt rồi. Nhưng mà bệnh chị này là lâu rồi. Do đó là bây giờ là hiện nay là thấy cảm giác làm sao? Bây giờ nó còn ở cái hông này này là nó còn đau. Mới lại nó kéo cái đoạn này nữa. Đúng rồi. Khi mà hông còn đau và nó còn kéo cái đoạn dưới chân nữa, có nghĩa là cột sống lưng vẫn còn bị dính. Thấy không? Rồi bây giờ là em nào đi xuống phòng thầy lấy cái bình ni lông rồi để nước đá vô. Hồi đó hồi tối giờ là chườm nóng không không? Bây giờ bắt đầu chúng ta chườm lạnh để cho mọi người xem. Rồi bây giờ nằm cái đầu qua đây đi. Rồi lấy đá xuống với lấy đá. Mọi người được rồi. Kéo cái ghế kia này chút vô thầy. Đó. Cứ bình tĩnh từ từ ngồi dậy. Rồi thử coi nó nghe sao. Bữa nay giỏi ha. Đó được rồi. Rồi ok. Mọi người yên lặng á. Rồi chùm lạnh vô thấy dây chiều không? Thấy dây chiều không? Đấy. Rồi bây giờ là đứng lên thử đi một vòng, kéo ghế ra để cho đi trong này được rồi. Đó rồi em bước qua thử coi đi. Khá hơn rồi không? Nó chỉ còn mũi ở má dưới này nữa thôi. Còn một đó rồi được rồi, qua để thầy nhìn coi thầy biết. Còn chút xíu ở bên phải đó. Rồi, ok, kéo ghế đây tụi em. Rồi cho nằm cái đầu quay ở kia. Đi thì nó hơi căng tí rồi nó xuống dưới. Biết rồi, nó căng rồi đó. Nằm ngửa. Nằm ngửa, đó, đúng rồi.
Thì cái này là vài hôm là ok rồi, không có vấn đề nữa. Bây giờ về nhà nằm nghỉ ngơi, rồi cái là kéo chùm đá rồi đàng hoàng là ngon lành rồi. Rồi lấy đồ chừng cho thầy đi. Cái giường rút lắc. Rồi, được rồi. Quá đã. Rồi, bữa nay nữa thì mình không có đụng đại chạm tới nữa. Bây giờ để thầy bấm ngũ bội tâm tinh thôi. Ok, rồi bắt đầu ngồi dậy từ từ. Kéo ghế sát vào làm chút xíu, rồi. Đấy. Được rồi em, không cần. Bây giờ đi thử lại lần nữa. Rồi, đi mạnh dạn lên. Mạnh mẽ lên. Rồi, giỏi quá. Rồi. Rồi, giỡn chào giao chân lên rồi đó. Rồi, thôi, được rồi, phát biểu vài tiếng rồi đi về. Em chân thành cảm ơn thầy. Em rất là biết ơn đến thập chỉ liên tâm. Không có thập chỉ liên tâm chắc là em chưa đi lội. Rồi nghĩa là bây giờ là thôi lấy ghế cho chị ngồi nghe chút xíu đi. Nè, ngồi ghế đi. Tại vì này chỉ trung thành với thập chỉ liên tâm. Rồi xin mời mọi người ngồi tôi nói chuyện sơ cái mình về. Đây còn chiều học nữa. Cũng như cái trường hợp của những cái trường hợp mà cột sống cổ nè, rồi cột sống lưng nè, mà khi bị thoát vị. Bị thoát vị nè, thì hoặc là bị là lệch hay là gì đó không cần biết. Thì để thầy dặn mọi người cái chuyện này nó đơn giản lắm. Thứ nhất á, là mình chịu khó, là mới đau xong mình chùm lạnh liền. Tại hồi trước giờ mình chưa có kinh nghiệm, mình cứ tưởng là chùm nóng không? Không, em có chùm lạnh. À, có chùm lạnh hả? Có, em vừa chùm lạnh vừa chùm nóng. Chùm nóng. Vậy là cô này cô nắm được nguyên tắc đó rồi. Rồi vừa chùm lạnh vừa chùm nóng. Cho nên nó cũng có đỡ chút xíu nhưng mà đi không được. À, thì khi mà mình kéo cái cột sống ra rồi đó thì mình xếp lại á, thì cái điều quan trọng nữa là mình sẽ dùng dầu gãi á, mình xoa ở hai cái cơ, mà tại vì lúc mà bị cái cột sống á thì hai cái cơ ở ngoài sau lưng á nó có một cái thì nó bám vô cái đốt sống lưng L4 L5 L5 S1. Một cái thì nó lại chằn qua cái xương chậu, cho nên nó kéo cái chân. Tới bây giờ là chị này chỉ đi được rồi, nhưng là cái chỗ cơ nó vẫn còn bị tổn thương. Cho nên là sau khi mình đã làm mềm cơ xong rồi, thì cái kinh nghiệm là mọi người nhớ một điều là vậy.
là không có làm nặng nề trong đó nữa. Chút xíu em ra mua cái loại tinh dầu ngải mà em cái có, loại em mua thầy rồi. Loại lò nữa ha. Lò em bôi vô thôi. Lò trong tủ cũng mấy lò. Rồi bôi vô thôi. Rồi cái xong cái em về á là bớt vận động chút xíu. Mình trong khi mình nằm chùm đá thì em để hai cái gối ôm ở hai bên. Rồi tự cái lưng cho nó thẳng ra, chịu khó khó chịu chút xíu đừng nằm nghiêng, nằm thẳng ra cái nó xếp cái cuộc sống mình lại thì chỉ trong vòng vài hôm là trở lại bình thường. Vâng, em rất là cảm ơn thầy. Sau thầy đi xuống dưới Hạ Long rồi thầy xuống em chơi. Tuần sau là thầy ở Sài Gòn, tuần nữa là thầy ở Hải Phòng ấy. Thì em có kết bạn Zalo bên với thầy rồi hả? Vâng. Thầy sẽ gửi thông tin. Thì có gì đến đó có khi là thầy chữa thêm cho lần nữa. Tức là nửa tháng sau. Thì lúc đó là em khỏe rồi. Rồi còn các em á thì ai mà có điều kiện thì nửa tháng nữa, chắc có lẽ khoảng tháng nữa đó là thầy sẽ mở cái lớp cơ xương khớp 2, học 2 ngày thôi. Thì mọi người sẽ học cái cách điều chỉnh cái thần kinh tọa và cột sống. Thực ra nó cũng đơn giản thôi. Chúng ta đi vào học để chúng ta hiểu sâu hơn về những cái cơ xương trong đó để chúng ta điều chỉnh. Và mấy cái trường hợp này nó là mình biết cách làm rồi thì nó rất là đỡ, không có phải đi vào bệnh viện. Vâng. Thấy không? Mà cũng không có ai mà hăm dọa mổ miết mình nữa. Rồi đến khi chụp cộng hưởng từ xong, bác sĩ nói: "Ôi anh ơi, của chị chỉ có mổ thôi, không có giải quyết được vấn đề gì cả." Em bảo thôi về. Thế là chụp về. Thế thôi. Ngày nào cũng phải bật ngũ hội tâm tinh phải đến 3 lần. Kể cả từ xe, từ trên Cẩm Phả về đến đây là hầu như lúc nào cũng thức để say. Khai thông xong bắt đầu bấm. Không có thì không ngồi được. Ngồi thì nó đau ở cái chỗ đấy, nó nghiêng, nó đau. Nên là cứ bấm kệ, đến đâu đến rồi. Bấm. Đấy, thôi. Bây giờ hy vọng rằng là sẽ gặp lại nhau ở Hải Phòng. Vâng. Chùm game nào anh em?